Ngày 31 tháng 7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Danh Minh Quang, 36 tuổi, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, Danh Minh Quang đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội nhiều bài viết, video có nội dung tuyên truyền xuyên tạc không đúng sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội và tình hình an ninh trật tự ở địa phương.